Piper Bichonok chủ động nói về đồ ăn ý với người tình màn ảnh Naina Fat. Một khoảng thời gian khá dài do ảnh hưởng của dịch bệnh, mới đây người hâm mộ vừa có cơ hội gặp gỡ và giao lưu trực tiếp với nữ minh tinh Thái Lan Piper Bichonok. Vừa qua, cô là khách mời duy nhất tại sự kiện Grand Opening The Summer Explorer. Nữ diễn viên xuất hiện với diện mạo xinh đẹp, mái tóc cá tính kết hợp cùng chiếc đầm ôm sát tôn dáng. Sau sự kiện, Piper Bichonok đã dành thời gian để giao lưu cùng người hâm mộ và giới truyền thông. Nhân cơ hội này, nữ diễn viên cũng đã có cơ hội để trả lời những thắc mắc của phóng viên xung quanh công việc và đời tư. Về phần công việc hiện tại, nữ diễn viên lừa đảo gặp lừa đảo cho biết. Thời điểm hiện tại, lịch quay của em gần như kín tuần. Việc quay phim đã trở lại bình thường, vì vậy cùng lúc sẽ thực hiện nhiều dự án. Bên cạnh đó, việc quay quảng cáo cũng nhiều, không kém quay phim là mấy. Phóng viên đặt ra câu hỏi cho nữ diễn viên rằng, vừa rồi sau 14 tháng 2, em có đăng tấm hình cùng Naina Fat, rất nhiều người vào đẩy thuyền cho hai em. Họ nghĩ rằng cả hai đang ngầm xác nhận mối quan hệ. Nhưng trước sự nghi ngờ của mọi người, cô này đã giải đáp. Cái đó gần ngày Valentine à, em thật sự không có để ý. Thật sự là bữa đó đi quay, ngày nào cũng quay mà. Valentine vẫn phải đi làm luôn. Em xin lấy làm vinh dự à. Chắc là mọi người vẫn yêu quý chúng em từ Faison. Càng đăng hình với nhau thì mọi người lại càng yêu thích. Hiện tại còn quay sợi dây hoàng lan làm việc với nhau nữa. Phóng viên tiếp tục đặt ra câu hỏi. Nhưng mẹ của Naina Fat cũng để lại bình luận ủng hộ cả hai nữa mà. Piper Bichonok liền đáp, bác gái chỉ đùa vui thôi đấy ạ. Nhiều khi hình em đăng không có nai, bác cũng vào bình luận mà. Em rất vui khi mọi người ủng hộ. Em cảm thấy nên biết ơn khoảng thời gian tụi em diễn tập cho Faison cùng nhau đến ngày hôm nay. Nai là một người bạn tốt, rất là dễ thương. Thật ra tụi em đã ăn ý với nhau từ rất lâu rồi. Nai là một người bạn diễn rất tốt, tụi em luôn hiểu nhau. Nai có thể nhìn mặt em trong lúc diễn và đoán rằng lúc đó em đang gặp phải vấn đề gì. Và ngược lại, em cũng rất hiểu bạn ấy và luôn hỗ trợ nhau đúng lúc. Chúng em không thể thành đôi, thì mẹ của Nai cũng có thể nhận em làm con gái nuôi một cách dễ dàng mà. Tụi em thân thiết với nhau trên mức bạn bè vì cả hai thấu hiểu nhau, chỉ vậy thôi. Không có chuyện tán tỉnh gì đâu, cho dù mọi người có để thuyền hay thích tụi em như thế nào đi chăng nữa, thì giữa hai người chúng em cũng chỉ có tình bạn chân thành với nhau, luôn giúp đỡ nhau thôi. Trước câu hỏi về tình trạng độc thân hay đã là hoa có chủ, nữ diễn viên lên tiếng trả lời. Hiện em đang độc thân, em cũng không buồn gì, bởi cả nhiều năm rồi mà em vẫn ổn. Thật sự, em rất bận, nên em không nghĩ gì ngoài công việc. Các phim em đang quay đều chưa đóng máy bộ nào cả. Không đến mức tán tỉnh, nhưng cũng có một vài người bảo là thích em rồi. Còn về việc hoa thì không có ai tặng, em toàn phải mua hoa tặng người ta. Tác phẩm Sợi dây hoàng lan được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Umarika, có nội dung trải dài qua nhiều giai đoạn của hai nhân vật, từ thuở thiếu niên cho đến khi trưởng thành. Bộ phim kể về cuộc đời của Stroy Sabunia do Piper Bichonok đóng, một tiểu thư thuộc tầng lớp quý tộc nhưng phải đối mặt với hậu quả của chiến tranh và nghèo khổ. Stroy Sabunia là một người phụ nữ mang trong mình nhiều tham vọng. Cô đã quyết định cưới hoàng tử Icarus chỉ khi vừa gặp anh thay vì Tian do Naina Fat đóng, người luôn yêu thương cô hết lòng, chăm sóc cô. Và kể từ đó, mọi bi kịch bắt đầu diễn ra xung quanh cuộc sống của các nhân vật. Hiện khán giả đang rất nóng lòng mong chờ sự tái ngộ của cặp đôi trên màn ảnh. Nhiều người dự đoán với sức hút của cặp đôi Naina Fat Piper, bộ phim Sợi dây hoàng lan chắc chắn sẽ gây bão không thua gì siêu phẩm Yêu nhầm bản thân.